Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trong công việc Chúa đang làm ở giữa chúng ta tại đây. The title of my message today. Chủ đề cho sứ điệp của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Is never give up. Đó là không bao giờ bỏ cuộc. Never give up in your hope in God. Đừng bao giờ bỏ cuộc đối với niềm hy vọng của anh chị em nơi Chúa. Never give up in your faith in what He can do. Đừng bao giờ bỏ cuộc và ngưng nghỉ trong việc đặt lòng tin và tin rằng Chúa của chúng ta Ngài có thể làm những điều chúng ta ước muốn và cầu xin. And most importantly, và quan trọng nhất, never give up telling the world how good our God is. Đừng bỏ cuộc trong việc chúng ta nói cho thế giới này biết Chúa của chúng ta tốt lành như thế nào. Look to somebody next to you and say, never give up. Xin nhìn người kế bên cạnh chúng ta và nói rằng không bao giờ bỏ cuộc. And tell them, God is enough. Và nói rằng Chúa của chúng ta là đầy đủ cho chúng ta. Come on, never give up. Đừng bao giờ bỏ cuộc. God is enough. Chúa là đầy đủ cho chúng ta. Amen. Amen. Today the scriptures that we're going to be looking at, it's actually going to come from 2 Corinthians. Và buổi sáng hôm nay sứ điệp mà chúng ta cùng học hỏi với nhau được tìm thấy ở trong phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta trong công vụ. And we're actually going to look at all of chapter 4. Và chúng ta sẽ cùng xem hết đoạn 4. But the main point of today's message comes from verse 13 to 15. Nhưng mà cái điểm chính của phần Kinh Thánh này, hai câu gốc nền tảng của chúng ta, mấy câu gốc nền tảng của chúng ta đó là ở trong câu 13 cho đến câu 15. Let's read it together. But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Bởi đó cùng một lòng tin như lời đã chép theo thi thiên rằng tôi đã tin nên tôi nói. Cũng vậy, chúng tôi tin nên mới nói. And we know that God who raised the Lord Jesus will also raise us with Jesus and present us to himself together with you. Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ khiến chúng ta sống lại với Đức Chúa Giêsu và đem chúng ta cùng đến với anh em trong sự hiện diện của Ngài. And all of this is for your benefit. Tất cả những điều đó sẽ đến là vì lợi ích cho anh em. And as God's grace reaches more and more people, there will be a great thanksgiving and God will receive more and more glory. Để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn để đem sự lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Now, the ending of that scripture is so powerful. Anh xem cái phần cuối của câu Kinh Thánh câu số 15 này thật là mạnh mẽ. I want to read it again. Chúng ta cùng nghe một lần nữa. All this is for your benefit. Tất cả điều đó là để lợi ích cho anh em. And as God's grace reaches more and more people, there will be a great thanksgiving and God will receive more and more glory. Vì khi ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn thì sẽ đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Do you guys see the importance of it is that the more that we can testify about our Lord, the more that we can show the world God's grace, God's mercy, God's love, He gets all the glory. Anh xem khi chúng ta càng mở rộng và trong công việc chia sẻ ân điển của Chúa cho nhiều người và người ta đến với ân điển của Chúa càng đông càng nhiều thì người ta sẽ dâng lời cảm tạ Chúa và như vậy Đức Chúa Trời của chúng ta được trọn sự vinh hiển. Have you ever been around someone who has a really bad attitude? Anh xem bao giờ ở bên cạnh một cái người có một thái độ xấu không? Stop nudging the person next to you. Xin đừng có giật chỏ cái người kế bên cạnh mình. I saw some of y'all just. Tôi thấy có người đã vượt trỏ người kế bên cạnh mình. Okay. You know how when you're around someone with a bad attitude, anh em có biết khi chúng ta ở gần một cái người có thái độ xấu thì sometimes it kind of rubs off on you and then you start having a bad attitude. Rồi nó bắt đầu nó nhảy qua nó dính vào trong chúng ta và chúng ta lại có cái thái độ xấu giống như họ. And then we woke up from having a good day and all of a sudden you're just mad now. Rồi chúng ta thức dậy thì chúng ta thấy rằng một cái buổi sáng tốt lành của chúng ta nhưng mà bây giờ vì ảnh hưởng của cái người có thái độ xấu đó chúng ta thấy rằng chúng ta bây giờ là giận thế giới này, giận cuộc đời này. And sometimes, you know, that happens at my house. Và điều đó có thể xảy ra ở tại nhà của chúng tôi. And sometimes, you know, if I come home from having a bad day and I'll talk to Jeannie about it. Và nhiều khi tôi trở về nhà có một cái ngày không có tốt thì tôi gặp nhà tôi và tôi bắt đầu tâm sự và nói những điều đó. And she'll listen to me. Rồi thì nhà tôi đã lắng nghe tôi. And she'll say, "Ooh, honey." Rồi thì nói rằng là anh yêu. I like that. Hay là mật ngọt của em. She says,
Honey, you need to change the mood. You're killing the mood right now. Là anh nên thay đổi bởi vì anh đang làm cho cái bầu không khí trở nên ngột ngạt rồi. Now I'm feeling all like aggravated. Bây giờ là em cảm thấy như là khó chịu rồi đó khi nghe những cái lời tiêu cực này. Now, imagine the opposite. Bây giờ chúng ta phải hình dung một chiều ngược lại. If all of us in this room, nếu tất cả chúng ta trong phòng này, every single day of our lives, mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta, could radiate God's love, mercy, just goodness out of our lives, the people around us will be affected every day. Chúng ta tỏa ra, chúng ta ảnh hưởng ra, chúng ta phản chiếu ra sự nhân từ của Chúa, phước hạnh của Chúa cho tất cả những người xung quanh của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng nhiều cuộc đời sẽ được thay đổi. If you continue to be somebody who can testify how good God is around people who don't know who God is, I bet you they will start beginning to wonder if God can do that in their life. Anh chị em, nếu chúng ta cứ tiếp tục liên tục chúng ta làm chứng lại Chúa tốt lành đối với chúng ta như thế nào cho những người chưa biết Chúa, thì tôi cam đoan với anh chị em là không bao lâu họ cũng sẽ bắt đầu thắc mắc rằng, oh, Đức Chúa Trời có thể làm điều đó cho đời sống của tôi hay không? And there are many times in the Bible we see this. Và nhiều lần ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy điều này. Jesus changes somebody's life. Chúa Giêsu thay đổi một cuộc đời. He heals them. Ngài chữa lành cho họ. Delivers them. Ngài giải cứu họ. Saves one of their family members from dying. Hay là cứu một người thân ở trong gia đình của họ khỏi sự chết. And then you see them go and testify to the nearby cities or their family members or the people in the town, and their lives get changed and their lives go to another place of knowing the Lord where it wasn't before. Anh chị em, rồi những con người được kinh nghiệm Chúa này, họ đi kể cho những người khác ở những cái làng xung quanh đó, và nhiều người được biết đến Chúa của chúng ta và của họ, và chúng ta thấy rằng cuộc đời của họ đã thay đổi đi đến một cái mức độ mà họ chưa có trước đây. The benefit of knowing God, anh chị em, cái phước hạnh mà chúng ta được biết Chúa, the benefit of him changing your life, cái phước hạnh mà Chúa ngày thay đổi đời sống của anh chị em, it's not just for you, thì không chỉ dành riêng cho anh chị it's em, for the people around you, nhưng mà dành cho những người xung quanh chúng did ta. Did you know that we were supposed to or we should testify about the Lord every day? Anh chị em có biết rằng chúng ta đáng lý phải chia sẻ về những điều tốt lành về Chúa của chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta? Is in our hands right now to do that every day. Anh chị em có biết rằng điều đó có thể nằm ở trong tay của chúng ta hiện tại và chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày trong đời sống của chúng ta? Do you know that in any moment of your life, in any moment that you're at work, at school, at your job, wherever it is, your business, you can have that opportunity to testify about the Lord. Anh chị em có biết rằng mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, tại sở làm và tại trường học của chúng ta có những cơ hội và chúng ta có thể có những giây phút để chúng ta làm chứng về sự tốt lành của Chúa cho những người lân cận chúng ta, người cùng sở với chúng ta. I want us as a church to understand this. Tôi muốn cái loại hội thánh chúng ta hiểu điều này. Is that if we all can be in a place where we testify about the Lord every day? Hay là chúng ta đến một cái chỗ mà tất cả chúng ta đều làm chứng điều gì đó tốt lành về Đức Chúa Trời của chúng ta mỗi ngày. The places that you're in, thì cái chỗ mà anh chị em đang sinh hoạt, đang sống, đang làm việc will begin to change. Sẽ thay đổi. You know how I know it's true? Anh chị em có biết rằng làm sao tôi biết điều đó là thật không? It's happening here at our church. Nó xảy ra trong hội thánh của chúng ta hiện tại. 5 months ago. 5 tháng về trước. And I'll talk about it over and over. Và tôi nói đi nói lại về điều này. 5 months ago. 5 tháng về trước. We hardly had any contact with Pastor Jacob Biswell, with Pastor Brent Douglas, with Pastor Norm, with even Pastor Mike Connell, and all of a sudden now. Anh chị em, 5 tháng trước chúng ta không có liên lạc thường xuyên với Jacob Biswell, với Brent Douglas, với Norm McLeod, hay là một số Mike Connell, nhưng mà bây giờ thình lình. Now they're hearing about what the Lord is doing here. Họ nghe những gì Chúa ngài đang làm ở tại đây với chúng ta. And from Jacob Biswell's own mouth. And y'all heard it himself. Từ chính miệng của một sư Jacob Biswell đã chia sẻ với chúng ta. He said he wants what VBC has for his church. Đó là ông khao khát muốn có được những điều VBC Houston chúng ta đang có cho hội thánh của ông. And that's on the believer side. Anh chị em, đó là bên cái mặt của những người đã tin Chúa, những đầy tớ của Chúa. Can you imagine if you could testify to the people at work what God is doing in your life right now, and they can say, I want that in my life. Anh chị em, tôi hình dung tại sở làm của mình, chúng ta trung tính chia sẻ cho người khác về những điều tốt lành mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta, của anh chị em, thì họ chắc chắn sẽ kinh nghiệm. That's where we need to be. Đó là lý do và chỗ mà chúng ta khao khát muốn đạt đến. Can I just get a show of hands for something? Cho tôi kêu gọi để anh chị em có thể đưa tay lên. In the last 5 months. Nếu trong 5 tháng vừa qua. If you know and have no doubt that God has done something in your life.
Thì anh chị em biết và đã kinh nghiệm Chúa Ngài làm một điều gì đó tốt lành cho đời sống của anh chị em. If he's done something, nếu Ngài làm một cái điều gì đó cho anh chị em, raise your hand in the room. Xin chúng ta đưa tay lên. Look around. Anh chị em thử keep your hands up. Xin giữ cái tay mình đưa lên. Now look around. Anh chị em thử nhìn xung quanh. Okay, put your hands down. Anh chị em có thể để tay xuống. If God has done something in your life, nếu Chúa Ngài đã làm điều gì đó cho anh chị em, put your hands up. Thì anh chị em có thể đưa tay của mình lên. Now check this out. Bây giờ chúng ta thử xem một lần nữa. It only took 2 seconds for many of y'all to not raise your hands, even though you raised your hands before. Thì chúng ta thấy chỉ mới 2 giây thôi thì anh chị em lại không đưa tay lên giống như lần trước. You're in church. Anh chị em đang ở trong hội thánh. With the same people you just raised your hands with in front of just 2 seconds ago. Cùng một nhóm người mà chúng ta đã đưa tay lên trước đây. The room went from about 85 to 90% to about 20%. Và chúng ta thấy rằng từ khoảng 80% người đã đưa tay lên và công nhận rằng Chúa đã làm điều đó cho đời sống của mình. Bây giờ happen? Thì chúng ta thấy rằng nó tụt xuống chỉ còn 20%. Tại sao nó xảy ra? You know why? Anh chị em có biết tại sao? Because in your head you said. Bởi vì anh chị em bắt đầu nghĩ ở trong đầu của mình. Mục sư just asked us to do this. I'm not doing it again. Ông mục sư Sam vừa mới kêu gọi chúng ta làm cái việc đó. Bây giờ kêu một lần nữa, tôi không làm. You know, I've heard something really funny. Anh chị em, tôi nghe một cái điều mà rất là nực cười. Oh, Pastor Sam sharing about Easton's birth again. Mục sư Sam lại nói làm chứng về cái việc cháu Easton được sanh ra trong gia đình một lần nữa. Pastor Sam singing goodness of God again. Ông hát cái bài hát về sự tốt lành của Đức Chúa Trời một lần nữa. Okay, I'm gonna share you something. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một điều. You know how some of y'all or all of us raised our hands and then didn't raise our hands right after? I asked the same question. Anh chị em, cùng một câu hỏi mà tôi hỏi lần đầu thì nhiều người trong chúng ta đã đưa tay lên, và cùng một câu hỏi đó khi hỏi lần thứ nhì thì rất ít người đưa tay. You know, in the real world, anh chị em, trong cái thế giới thực tại của chúng ta, outside of church, bên ngoài bốn vách tường của nhà thờ, sharing your testimony to one person's already hard enough. Chia sẻ cái lời làm chứng của đời sống của chúng ta cho một người đã là điều khó rồi. And to ask you to do it again, do you know how hard it is for many of you? Anh chị em, để kêu gọi anh chị em làm một lần thứ nhì nữa thì anh chị em thấy nó đối với anh chị em nó khó như thế nào không? Pastor Sam, that's not hard. Anh chị em, thật ra đâu có gì khó. I just showed you right now in the room. Tôi mới vừa chứng minh cho anh chị em thấy cái điều you đó. You all testified. Tất cả mọi chúng ta đều đã đưa tay lên. I asked you to testify again, and you said not again. Và khi tôi kêu gọi anh chị em xác nhận một lần nữa thì là nhiều người trong chị em đã không làm. Maybe you heard me wrong. Có thể anh chị em hiểu lầm tôi sao? Maybe you heard him wrong. Hay là anh chị em nghe mục sư Khánh dịch sai sao? But we said the same thing twice. Nhưng mà chúng tôi nói cùng một sứ điệp hai lần. How many times has God asked you to testify about him? Có bao nhiêu lần Chúa Ngài bảo chúng ta hãy làm chứng về Ngài cho người khác? But you thought one time was enough. Và chúng ta thì cho rằng làm chứng một lần đủ rồi. If God's done something incredible in your life, nếu Chúa Ngài làm một cái điều kỳ diệu trong đời sống của anh chị em, why is sharing it with one person enough to us? Tại sao chia sẻ với một người thôi thì chúng ta cho là đã đủ rồi? You know why I sing goodness of God almost every day of my life? Anh chị em có biết lý do tại sao tôi hát bài sự tốt lành của Đức Chúa Trời mỗi ngày trong cuộc đời của tôi không? Because for 3 years, bởi vì trong 3 năm, I had to truly trust and believe in God's goodness. Bởi vì tôi phải tiếp tục tin cậy về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Even when I didn't think that he was there providing for me. Và ngay cả những lúc tôi cảm thấy rằng Chúa không có ở tại đó để tiếp trợ cho tôi và ban cho tôi một người con. You know why I share about Easton's birth and his testimony? Anh chị em có biết tại sao tôi cứ làm chứng về cái việc cháu Easton được sanh ra về lời làm chứng này? Because for 3 years. Ở vì trong 3 năm. Jeannie and I dealt with infertility. Vợ chồng chúng tôi đã đối diện với vấn đề hiếm muộn. Do you know what's not talked about a lot in church? Chúng ta đây là điều mà chúng ta ít nói ở trong hội thánh. Infertility. Đó là cái việc không thể sinh con hiếm muộn. Especially in the Vietnamese community. Nhất là trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. I don't know why, but it's almost like a shame or something. Tôi không biết tại sao nhưng mà dường như đó là một cái điều xấu hổ chăng? Jeannie and I said we'll share Easton's testimony over and over. Vợ chồng của chúng tôi cứ nói với nhau rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm chứng về về cái kinh nghiệm có được Easton cho mọi người. Do you know what it's like to pray and ask the Lord for something and not see it for 3 years? Anh chị em, có bao giờ anh chị em suy nghĩ về cái cảm giác đó là mình xin Chúa một gì đó trong 3 năm liên tục mà không thấy xảy ra? It's thấy hard. Xảy ra. Khó. It's difficult. Rất khó. But do you know what the most important thing I learned was during that time? Anh chị em có biết rằng cái bài học quan trọng nhất mà tôi học được ở trong cái giai đoạn đó không? It's never giving up on God's faithfulness.
đó là đừng bao giờ bỏ cuộc đầu hàng cho việc tin về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Never give up praising God in any circumstance. Và chúng ta không bỏ cuộc trong việc chúng ta ngợi khen Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Today is February 18th. Và hôm nay là ngày 18 tháng 2. Tomorrow is February 19th. Ngày mai là ngày 19 tháng 2. Tomorrow is Easton's birthday. Ngày mai là sinh nhật của cháu Easton. So what I'm celebrating is one year that I've been able to live with the blessing that the Lord has given me after praying for 3 years. Đó là ngày mai chúng tôi sẽ lễ hội ăn mừng vì đã sống với cháu Easton, là sự trả lời của Chúa, là sự tốt lành của Chúa đã thể hiện ra trong đời sống của chúng tôi. Never give up. Đừng bao giờ đầu hàng. God will provide. Chúa sẽ tiếp trợ cho chúng ta. See, here's the thing about it though. Đây là vấn đề. Oftentimes we do give up. Thường chúng ta bỏ cuộc sớm. If God doesn't show us what we want right away, we give up. Nếu Chúa không bày tỏ ra điều mà chúng ta mong muốn xảy ra tức thì, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta đầu hàng. 1 month down the line, if God doesn't show us, we stop praying about it. Chúng ta cầu nguyện và một tháng thôi mà chưa thấy sự trả lời từ nơi Chúa thì chúng ta ngừng cầu nguyện, chúng ta bỏ cuộc. But we can't. Nhưng mà chúng ta không thể làm điều đó. You've got to trust in God even more. Chúng ta phải tiếp tục tin cậy Chúa càng hơn. You've got to lean into His promises even more. Chúng ta cần phải nghiêng vào ở trong cái sự tốt lành của Chúa càng hơn. I asked the question. Tôi đặt câu hỏi. That how many of you in the room? Có bao nhiêu người trong anh chị em? In the last 5 months. Trong 5 tháng qua. If God has done something in your life. Chúa đã làm điều gì đó trong đời sống của anh chị em. And majority of you raised your hands. Thì đa số anh chị em đã đưa tay lên. And what I'm trying to show you. Nhưng mà đó là điều mà tôi muốn chỉ cho anh chị em thấy. Is you have something to testify about. Đó là anh chị em có điều, có lý do, có duyên cớ để chúng ta làm chứng cho người khác. And guess what happens when we testify? Anh chị em thấy điều gì xảy ra khi chúng ta làm chứng về Chúa? As God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving and God will receive more and more glory. Khi ân điển của Chúa càng bày tỏ ra cho càng nhiều người thì sẽ có nhiều người dâng lời cảm tạ Chúa. Do you understand? Anh chị em có hiểu? That in order for us to give God more and more glory. Để chúng ta có thể dâng cho Chúa sự vinh hiển của Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. It starts with us testifying. Thì nó bắt đầu bằng việc chúng ta làm chứng về Chúa. It starts with you talking about what the Lord has done in your life. Nó bắt đầu bằng việc anh chị em thuật lại Chúa Ngài đã làm những điều tốt lành trong đời sống anh chị em như thế nào. And you can't stop. Và chúng ta không thể dừng lại. You can't stop. Chúng ta không thể dừng lại. Can you imagine? Anh chị em thử hình dung. If the Lord provides for you in a way. Nếu Chúa Ngài ban và tiếp trợ cho anh chị em trong một cái cách. And you just stop talking about His provision for your life. Với cách phước hạnh lớn lao mà anh chị em lại ngưng không làm chứng điều đó cho người khác. So what you're saying is. Thì cái thái độ của chúng ta có thể nói như thế này. I'll praise you. Con ngợi khen Chúa. I'll pray to you. Con đã cầu nguyện với Chúa. But once you give me what I wanted. Và một khi Chúa Ngài ban cho, Ngài đáp lời cầu nguyện của con. I'm done talking about it. Thì con sẽ không nói về điều con xin nữa. Bà cũng không nói về điều Chúa đáp lời nữa. You know how many times that's happened in my life? Anh chị em có biết bao nhiêu lần đã xảy ra trong đời sống của tôi? Anh chị em thử đoán xem. At the altar. Ngay tại phía trước bàn thờ. Every Sunday. Mỗi Chủ nhật. Crying. Khóc. Asking the Lord. Xin Chúa. Asking the Lord. Cầu xin Chúa. Believing even more. Tin càng hơn. Increasing my faith in the Lord even more. Gia tăng đức tin của tôi nơi Chúa càng hơn. But the moment He provides. Và cái giây phút mà Chúa Ngài ban cho. I give Him praise for it. Tôi cảm tạ Chúa cho điều đó. And then about a week or two later. Rồi chừng một hai tuần sau. On to the next thing. Thì tôi lại đeo đuổi theo một điều khác. Why do we do that? Tại sao chúng ta làm như vậy với Chúa? Why is that like the common thing in our lives? Tại sao cái điều đó nó thấy thường xảy ra trong cuộc đời của chúng ta? It's because inside of us. Bởi vì bên trong chúng ta. We're still selfish. Chúng ta vẫn rất là ích kỷ. And we still have this relationship with God where it's a give me, give me, give me. Và chúng ta có một cái mối liên hệ với Chúa ở trong cái hình ảnh đó là ban cho con, xin ban cho con. And it's hard to live and have a relationship with God when it's a I need this, provide for me. I want this, provide for me. Thật khó để chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa khi tất cả những gì chúng ta nói với Chúa chỉ là Chúa ơi, con cần Chúa ban cho con cái này, Chúa phải ban cho con cái này cái kia. And if He doesn't give, và nếu Ngài không ban, or if we can't meet the standards, hay là chúng ta cảm thấy Chúa không có trả lời chúng ta theo cái tiêu chuẩn mà chúng ta đòi hỏi, then it almost creates this like barrier. Thì lập tức chúng ta thấy rằng bắt đầu làm một cái sự ngăn cách với Chúa. And you can see, và chúng ta có thể thấy, if that's how your relationship with God is like, nếu đó là mối liên hệ của anh chị em đối với Chúa như vậy,
Have you given up praying and asking the Lord for something you have yet to see yet? Anh chị em có dâng lời Chúa những lời cảm tạ trước đủ để ngợi khen Ngài trước khi chúng ta nhận được điều chúng ta cầu xin chưa? Or do you still have faith and believe? Chúng ta có đức tin và tiếp tục tin và nhận. Ask yourself that question. Sẽ đặt câu hỏi đó cho chính mình. The title today is never give up. Cái đề tài của tôi hôm nay là không bao giờ bỏ cuộc. And that's what I'm challenging you with this morning. Và đó là điều mà tôi thách thức anh chị em buổi sáng hôm nay. No matter your circumstance. Dù hoàn cảnh anh chị em như thế nào. No matter what it is that you're going through. Dù anh chị em đang trải qua điều gì. No matter what it is that you have yet to see. Và những gì anh chị em mong đợi nhưng chưa thấy xảy ra. God's still working. Chúa vẫn đang làm việc. On His time. Trong đúng thời điểm của Ngài. And when His time is right for you. Và khi thời điểm của Chúa đúng cho cá nhân anh chị em. What you've been praying for. Điều anh chị em cầu xin. He will provide. Ngài sẽ ban cho. In His way. Theo cái cách của Ngài. Not your way. Không theo cách của anh chị em. Not your time. Cũng không theo thời gian của anh chị em. But do you have the faith in God to still pursue after Him even until the moment you see it? Anh chị em có đức tin để tiếp tục trinh cậy Chúa đeo đuổi Ngài cho đến khi chúng ta thấy sự đáp lời đến. It's so important for us. Rất là quan trọng cho chúng ta. To be people who can testify about what the Lord has done. Để chúng ta là những con người mà chúng ta làm chứng về những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Do you know how many people? Anh chị em có thể hình dung có biết bao nhiêu người? In the world that you live in. Ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống này. At the school you go to. Ở tại trường mà chúng ta đang đi học. At the job you work at. Ở tại cái sở làm mà chúng ta đang làm việc. With the family members you've lived with. Với những người thân ở trong gia đình mà chúng ta cùng chung sống. Do you know how many of them probably have given up on the Lord? Anh chị em biết rằng có thể rất là nhiều người của họ đã đầu hàng, đã bỏ Chúa, đã không còn tin cậy nơi Ngài. In most circumstances. Ở trong nhiều hoàn cảnh. Happens to be. Thì chúng ta thấy rằng nó thường là God didn't provide for me. Chúa không có tiếp trợ cho tôi. I tried. Tôi đã thử. I was hurt. Tôi đã bị tổn thương về điều đó. God can't do this for me. Chúa không có làm điều này cho tôi. Can you imagine? Anh chị em thử hình dung. If you, nếu chính anh chị em, with the testimony of what God has done for you, công cái lời làm chứng cho những điều mà Chúa đã làm cho anh chị em, those people, sẽ giúp đỡ những con người đó, to be able to increase their faith and tell them, I used to be in your position and I almost gave up, but I continued to pursue in believing in what God could do, and this is what He did for me. Và chúng ta làm chứng rằng tôi vốn đã ở trong cái hoàn cảnh giống như bạn, giống như quý vị, và tôi đã dường như muốn bỏ cuộc đó, nhưng mà khi tôi kiên trì tin cậy Chúa thì hãy nhìn xem điều Chúa Ngài đã làm cho tôi. You know, it's funny. Anh chị em, đây là một điều đáng ngạc nhiên. Because at the same, almost in the same time, để chúng ta thấy như cùng một lúc, that we were able to receive the miracle of Easton. Chúng tôi nhận được cái phép lạ và chúng tôi có được cháu Easton sinh ra. We've had family members that we know. Chúng tôi có những người thân thương ở trong gia đình. And friends who used to go to the church. Và có những người bạn cùng đã từng đi nhóm lại. Who never gave up. Họ là những người không có bỏ cuộc. Continued to pursue the Lord and the blessings that they know that the Lord was going to give them. Vẫn tiếp tục đeo đuổi Chúa và tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ ban cho họ. For more than 3 years. Hơn 3 năm. Some of them plus 5 years. Có người thì là hơn 5 năm. Some of them at 10 years. Có người thì là hơn 10 năm. They were able to have a baby. Thì họ có thể có được một đứa con. And they never gave up in believing in the Lord. Họ không đầu hàng, không bỏ cuộc, không ngưng cầu xin Chúa, tin cậy Ngài. And all three of us, including the other two couples. Thì cả ba cặp chúng tôi cộng là hai cặp kia đó. We know what it's like to pray and ask the Lord and still not see, but continue to pray and ask the Lord until the moment we have seen. Chúng tôi hiểu và cảm thông nhau để có thể biết rằng mình đã tin cậy và kiên trì cầu nguyện xin Chúa Ngài ban cho nhưng chưa nhận được. So we'll continue to share our testimony. Và chúng tôi tiếp tục chia sẻ cái đức tin. Because there are people who are going through that. Bởi vì có những người cũng cùng một cảnh ngộ với chúng ta. That needs to hear. Họ cần nghe. That God can provide for you. Là Chúa Ngài đã tiếp trợ và Ngài cũng sẽ tiếp trợ cho họ. You know what the Bible says? Anh chị em biết Kinh Thánh nói gì không? Let's look right here. Xin chúng ta cùng xem. We're going to read from verse 1 to verse 3 or verse 4. Chúng ta sẽ cùng nghe cùng đọc từ Corinto thứ nhì chương 4 từ câu 1 đến câu số 4. Therefore, since God in His mercy has given us this new way, we never give up. We reject all shameful deeds and underhanded methods. We don't try to trick anyone or distort the word of God. We tell the truth before God, and all who are honest know this.
Thế thì bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ này nên chúng tôi không nản lòng. Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ. Chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. This is where we need to pay attention. Đây là điều mà chúng ta cần để ý đây. Verse 3. Câu số 3. And verse 4. Và câu số 4. If the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing. Nếu tin lành của chúng tôi bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They're unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Satan, thần của đời này, làm mù lòa tấm lòng của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng của tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Do you understand? Anh chị em có hiểu điều này không? That testifying about what the Lord can do. Đó là khi chúng ta làm chứng cho Chúa và làm chứng về Chúa sẽ đem lại cái kết quả như thế nào? Can help people who are spiritually blinded by the enemy. Nó có thể giúp đỡ cho những người mà kẻ thù đã làm mù lòng họ. Have healing. Kinh nghiệm được sự chữa lành. To be able to trust in the Lord again. Để họ có thể lại đặt lòng tin nơi Chúa một lần nữa. To be able to see God in a different way. Để họ có thể nhìn thấy Chúa trong một bức ảnh khác. Scripture tells us. Kinh thánh cho chúng ta thấy. Satan is blinding the minds of those who don't believe. Đó là Satan làm mù lòa tâm trí hay là con mắt của tâm lòng của nhiều người. They're unable to see the glorious light of the good news. Họ không thể thấy được cái sự vinh hiển và phước hạnh của tin lành của Chúa. But if you testify, nhưng mà khi chúng ta làm chứng, you're telling them, chúng ta nói với họ, you're showing them, chúng ta chỉ cho họ, that God is real, đó là Chúa rất thật, and that God can do something for you, là Chúa có thể làm một cái điều gì đó cho họ, and God can do something for them, và Ngài như Ngài đã làm cho chúng ta thì Ngài cũng sẽ làm cho họ. Do you know how many people in their lives are saying things like God will never do that for me? Anh chị em có biết là có nhiều người trong đời này người ta nói rằng, oh, Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó cho tôi. But if you could testify and say, I thought the same thing too. Nhưng mà anh chị em có thể nói rằng tôi vốn đã từng suy nghĩ như vậy như vậy. But this is what God has done for me. Nhưng mà hãy xem nè, Chúa Ngài đã làm điều này cho tôi. Do you know how many lives will be changed? Anh chị em, dùng cái ảnh hưởng của chúng ta có thể thay đổi bao nhiêu cuộc đời khi chúng ta làm chứng như vậy. You can find it in the Bible. Chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh. If you look in the New Testament. Nếu chúng ta nhìn vào trong Tân Ước. Look at all of the people who the world pushed away. Hãy nhìn xem những con người mà đời này đã đẩy đùa họ ra khỏi bên lề của cuộc sống. Those who were living in the front of the gates. Đó là những người ngồi ở trước cổng. Those who people were casting out of society. Đó là những người mà xã hội đã loại ra khỏi xã hội, khỏi cuộc đời. And when Jesus changed their lives. Nhưng mà khi Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời của họ. They testified. Họ đã làm chứng. Leaping, jumping, dancing. Họ nhảy, họ múa, họ ngợi khen. Telling them, testifying to the world what God has done in their life. Làm chứng cho thế giới này biết những điều Chúa Ngài đã làm cho đời sống của họ. And do you know at that time? Anh chị em có biết trong lúc đó? When Jesus was doing the miracles, thì Đức Chúa Giêsu làm những phép lạ. It was the people who experienced Jesus who would testify and help those around them to see this is the true Messiah. Thì chúng ta thấy rằng những người đã kinh nghiệm được Chúa Ngài làm việc trên đời sống, làm chứng đó, đã chứng minh rằng đây chính là Đấng Mêsia phải đến. And guess what? Anh chị em đoán biết điều gì? That's us. Đó là chúng ta. That's our job. Đó là công việc của chúng ta. You're asking yourself, how can you help build the kingdom? Anh chị em đã từng hỏi làm đặt cái câu hỏi thắc mắc là làm sao để tôi có thể dự phần vào việc gây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Testify. Làm chứng. Talk about what God has done in your life. Hãy kể và nói lại những gì Chúa đã làm cho đời sống anh chị em. You don't understand how important a honest review is. Anh chị em không thể nào có thể hình dung nổi cái sức mạnh của một cái lời bình phẩm của chúng ta cho một cái việc gì đó hay là một cái sản phẩm nào đó. Everything I do, tất cả những việc tôi làm, everything I buy, tất cả những gì tôi mua, is based off of reviews. Thì dựa trên cái lời phê bình và kinh nghiệm của những người đã từng mua cái món đó kể lại. Before I buy anything, trước khi tôi mua một cái gì đó, I filter the reviews. Thì tôi tìm xem coi người khác nói gì về cái kinh nghiệm của họ với cái sản phẩm này. Và tôi đọc những cái lời người ta thuật lại cái kinh nghiệm của họ. You must be crazy if you buy something that has one star. Anh chị em chắc là chúng ta phải là một cái người rất bất thường nếu chúng ta đi mua và bình phẩm của những người về cái sản phẩm đó là chỉ cho một ngôi sao thôi. Anybody stay at a hotel that has a review that says roaches, disgusting, smells like this, looks like this? No one would ever say, wow honey, what a great hotel, let's go! Anh chị em có ai trong chúng ta sẽ bằng lòng đến để ở trong một cái khách sạn
mà những người ở trước đó ghi lại cho chúng ta cái bình phẩm của họ, đó là phòng đầy dán, nghe cái mùi hôi thối và phòng không có sạch sẽ. Thì chúng ta nhìn qua vợ của mình mà nói: em ơi, thật là một cái khách sạn tuyệt vời, chúng ta đến đó, chúng ta mướn một cái phòng để chúng ta ở. No one does, right? Chắc chắn là không có ai, phải không? I mean, if you do, nếu anh chị em mà là cái dạng người đó, I'd like to pray for you. Tôi xin phép sẽ được cầu nguyện cho anh chị em. There's a better life, I'm telling you. Anh chị em có một cuộc đời tốt hơn là cái thái độ chọn sống như vậy. That better life is the 5-star reviews. Đó là cái 5 cái ngôi sao để xác nhận rằng đây là cái hàng 5 sao. You know, even on Amazon, anh chị em luôn cả chúng ta mua hàng qua trên Amazon. There's this new part of Amazon that I love looking at. Có một cái phần mới của Amazon mà tôi rất thích để ý đến. It's a little thing that says this item is frequently returned. Đó là có một cái lời bình phẩm ở dưới của cái món hàng, đó là đây là cái món hàng mà nhiều người đã trả lại, không mua nó nữa. If I see that, nếu tôi thấy cái đó, I'm not buying it. Thì chắc chắn là tôi sẽ không mua cái món đó rồi. But if I see something that all the comments say, you just got to buy this, this is awesome, and then they share their, you know, reviews or why they think it's amazing or how it, I usually buy those things. Nhưng mà nếu chúng ta nghe những cái lời bình phẩm của người khác nói rằng đây là một cái sản phẩm tuyệt vời, bạn nên mua nó, và khi chúng ta nghe có nhiều người đều làm chứng như vậy, thì chắc chắn cá nhân tôi thì tôi mua những cái món đó. It usually happens like this. Và thường là nó như thế này. I see the reviews. Tôi đã xem cái phê bình bình phẩm của người ta. I buy the item. Thì tôi mua cái món hàng đó. And then I tell everybody else after I've tried it how good the item was. Và khi tôi đã sử dụng và khi nó tôi thấy nó tốt như thế nào thì tôi nói cho người khác biết. Usually. Thì thường. Those people buy the same thing. Thì những người mà quen biết của tôi cũng sẽ mua cùng một món đó. And they have the same reviews as I do. Và họ cũng có cùng một cái kinh nghiệm giống như tôi. You see how important it is to testify about something that's good? Anh chị em, bây giờ anh chị em có thấy cái sức mạnh và quan trọng như thế nào khi chúng ta nói lên một cái sản phẩm và chúng ta nói đến một cái điều gì đó mà chúng ta đã kinh nghiệm là tốt, think, chúng ta chia sẻ cho người khác. I think in the world we live in, tôi tin rằng trong cái thế giới chúng ta đang sống, the enemy is trying to tell people, kẻ thù đang tìm cách để nói với những người xung quanh chúng ta, this religion is usually returned. Đó là cái niềm tin này đó, thường là đã được trả lại. Or the enemy is putting reviews like, he can't do this. Thì kẻ thù có thể đã đưa một lời bình phẩm rằng Đức Chúa Trời không thể làm được điều này. Not worth your time. Không có đáng để chúng ta phí thời giờ cho việc này. And do you see how people are blinded by the enemy? Bạn chị em thấy rằng nhiều người đã bị kẻ thù che mắt của họ như vậy. But if you could testify, thì nếu chúng ta đứng lên và chúng ta làm chứng, talk about how good God is, chúng ta nói Chúa chúng ta tốt lành là như tell thế nào, tell people what God has done in your life, và nói những điều Chúa ngài thật đã làm trong đời sống anh chị em. Do you know how we could change these numbers? Anh chị em có thể thấy rằng chúng ta có thể thay đổi những con số này không? More people who can go to heaven, nhiều người sẽ được lên thiên đàng, less people go to hell, và số người đi xuống quả ngục sẽ ít hơn. If that doesn't make you excited, nếu điều này chưa làm cho anh chị em phấn khích, it's because you probably haven't testified yet to see how amazing it is to see someone's life changed. Thì có lẽ là anh chị em chưa có kinh nghiệm cái phước hạnh và cái niềm vui khi chúng ta chia sẻ lời làm chứng của mình và thấy những con người được thay đổi. It's like for the first time, giống như trên lần đầu tiên, seeing someone experience freedom. Nhìn thấy một người kinh nghiệm sự tự do. You can't buy anything like that in this world. Anh chị em, chúng ta không có bỏ tiền ra mua được một cái kinh nghiệm hay là cái cảm xúc chúng ta thấy một cái người kinh nghiệm được sự giải cứu, được sự tự do. And when you can introduce somebody to God's love, và nếu chúng ta khi chúng ta giới thiệu cho một người về tình yêu của Chúa, and you see their life change, và chúng ta thấy cuộc đời của họ được thay đổi, there's nothing like that in the world. Anh chị em, không có gì so bằng ở trên thế gian. Only God can do that. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó cho chúng ta. You know why we can never give up? Anh chị em biết lý do tại sao chúng ta không nên bỏ cuộc không? From my first point, cho cái điểm thứ nhất, is because people need to be set free. Bởi vì có rất là nhiều người cần được giải cứu, được tự do. Never give up. Đừng bỏ cuộc. People need to be set free. Nhiều người cần được giải phóng, được tự do. You know, testifying with your life. Anh chị em làm chứng với cuộc đời của mình. Sometimes you don't even need to speak words. Nhiều khi anh chị em cũng không cần phải nói một chữ nào. But your actions show. Nhưng mà chính cái thái độ và cái hành động của anh chị em bày tỏ ra. You know, faith without works is dead. Phải không? Lời của Chúa nói rằng đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Many of us have faith. Nhiều người trong chúng ta có đức tin. We don't show the works in the world. Nhưng mà chúng ta không chia sẻ cho thế giới. So nobody knows you're a Christian. Thì nhiều người, không ai biết bạn là cơ đốc nhân. And that's the tough part.
Và đó là cái phần khó. Is that even the enemy has allowed you to be blinded? Đó là anh chị em cũng đã bị chính kẻ thù nó làm mù lòng của anh chị em. And even myself. Luôn cả cá nhân tôi. That fear. Đó là sợ hãi. Is something the enemy uses. Đó là cái điều mà kẻ thù sử dụng. Judgment. Hay là chúng ta sợ bị lên án. All of these things the enemy tries to do so that we won't testify about what God's doing. Tất cả những điều này kẻ thù sử dụng để ngăn cản chúng ta trong việc làm chứng về những điều tốt mà Chúa làm cho đời sống chúng ta. Or the one we hear the most. Hay là cái điều mà chúng ta nghe nhiều nhất. I don't know how. Tôi không biết cách để chia sẻ. How do I testify? Làm sao để tôi có thể chia sẻ? Okay, I'll ask you. Để tôi xin hỏi anh chị em. If you eat a dish, if you eat food, nên anh chị em ăn một món ăn ngon. Can you tell me if it's good or bad? Anh chị em có thể cho người khác biết là món này ngon hay là không? My son. Là con trai của tôi. Will throw green beans at the dog. Nó sẽ ném đậu đũa đó cho con chó. But he'll eat the steak. Nhưng mà nó sẽ ăn bít tết. I know what he likes. Tôi biết nó thích cái món gì. I know what he doesn't like. Tôi biết những cái món nó không thích. I know he knows what's good. Tôi biết nó biết cái món nào ngon. And I know he knows what doesn't taste good. Nó cũng biết món nào không ngon. He doesn't even have to say any words to me because he can't even speak yet. Nó chưa nói một cái lời nào bởi vì nó chưa biết nói. If you ever give Easton strawberries, nếu mà bạn cho nó ăn dâu tây strawberry, he won't say anything to you. Nó sẽ không nói gì với anh chị em. He'll just grab as many as he can. Nhưng mà nó chỉ bốc bao nhiêu trái nó có thể bốc được. Easton started doing this thing. Và Easton bắt đầu làm cái điều này. If you're eating something, nếu anh chị em ăn cái món gì, but you've given it to him, và anh chị em cho nó ăn một miếng, and he likes it, mà nó thích, he's gonna take your hand while you're eating and put it to his mouth. Thì nó sẽ nắm tay anh chị em và cầm cái miếng ăn khác của anh chị em mà nó đút vào miệng nó. When you tell people or when you tell even myself, I don't know how to share my testimony. I don't know how to tell people about God. Yes, you do. Nếu anh chị em đổ thừa lẫn rằng, mục sư tôi không biết cách để nói về Chúa cho người khác, cũng không thể nói và làm chứng cho người khác. Thì câu trả lời của tôi rằng, không, bạn biết chứ, bạn biết cách. You know what to say when something great has happened. Anh chị em có thể nói khi có một điều tuyệt vời xảy ra cho chúng ta. As easy as a child telling me, or eats it. Nó dễ giống như là một bé chưa đầy một tuổi, nó đẩy cái món ăn đó ra, hay là nó kéo vào trong miệng và nó ăn. Your life can show. Đời sống của anh chị em có thể làm chứng. Do you love God? Anh chị em có yêu mến Chúa? Do you not love God? Anh chị em không yêu mến Chúa? Your life will show. Đời sống anh chị em sẽ tỏ ra. The second reason why we can never give up. Lý do thứ hai mà chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ Look cuộc. Look at scriptures from verse 5-7. Chúng ta cùng xem từ câu 5 cho đến câu số 7. You see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servant for Jesus' sake. Vì chúng ta không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giêsu. For God who said, "Let there be light in the darkness," has made this light shine in our hearts, so we can know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối, đã soi sáng lòng của chúng tôi bằng ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Jesus Christ. We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing the great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. Nhưng chúng tôi đựng báu vật này ở trong những bình đất để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ chúng tôi. So the second reason why we never give up. Nên cái lý do thứ hai mà chúng ta đừng bao giờ hay là không bao giờ bỏ cuộc. Because God placed His Spirit in us. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã đặt Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta. It's not us at work. Không phải bởi chúng ta làm việc nữa. But it's God doing it. Nhưng mà chính Chúa làm việc qua chúng ta. And we just testify about what He's doing. Và chúng ta chỉ làm chứng lại điều mà Chúa Ngài đã làm. It's so powerful to see in scripture, for God who said, "Let there be light in darkness." Thì chúng ta thấy tại đây thật là mạnh mẽ khi lời của Chúa tuyên phán với chúng ta tại đây. Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối. We now have this light shining in our hearts. Bây giờ chúng ta đã có ánh sáng này chiếu trong tấm lòng của chúng ta. And we need to testify. Và chúng ta cần chia sẻ làm chứng lại. That God wants to be a part of your life. Đó là Chúa Ngài rất muốn là một phần của đời sống anh chị em. That He cares about you. Và họ cũng có thể được nghe chúng ta nói rằng Ngài quan tâm đến họ. To where He is a part, He is inside of our lives. Đến độ là Ngài muốn ở trong bạn, ở trong anh chị em. You know what that shows? Anh chị em có biết điều này
bày tỏ cho chúng ta điều gì? So important for the world that we live in. Rất là quan trọng cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay. People think, nhiều người nghĩ rằng that they're not good enough. Đó là họ không có tốt đủ. Or they don't deserve. Hay là họ không có xứng đáng để nhận God's love. Tình yêu của Đức Chúa Trời. In our world, trong thế giới của chúng ta, if we could testify, nếu chúng ta có thể làm chứng and tell people, và nói cho những người khác, that Jesus died on the cross, đó là Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, for you, cho bạn, cho họ, for me, cho tôi, and it's changed my life forever. Và nó đã thay đổi đời sống của tôi đến đời đời. Some of them would say, có nhiều người sẽ nói, that's just a story. Ôi, đó chỉ là một câu chuyện kể. And even if it was real, và nếu nó thật sự là có thật, one man, thì một người can't make a difference. Làm sao có thể thay đổi được? There's no way. Không có cách nào. Doesn't make sense. Điều này không có lý chút nào. I'll always respond. Thì tôi luôn đáp lời. You'll always believe that. Bạn có thể đã từng tin như vậy. Till you give him a shot. Cho đến chừng bạn thử để cho Ngài hành động trên đời sống của bạn. He lives in our lives. Chúa sống ở trong đời sống của chúng ta. But how do you know that? Và làm sao chúng ta biết điều đó? Because you gave him a chance. Bởi vì chính chúng ta đã để cho Chúa một cơ hội. So what you've experienced, và điều mà anh chị em đã kinh nghiệm, in the place where you used to be in doubt, và cái chỗ mà anh chị em đã từng có là một người nghi ngờ, you now know, bây giờ bạn biết how amazing it is to have God in your life. Thật là lạ lùng khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời chúng ta. So my second point, cho nên điểm thứ hai của tôi, never give up, đừng bỏ cuộc, because God's placed His Spirit in us. Bởi vì Chúa đặt Thánh Linh của Ngài trong chúng ta. It's one of the most powerful things we can share in the time of darkness we're in right now. Anh chị em, đây là cái điều mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể chia sẻ trong cái thời kỳ đen tối của thế giới chúng ta đang sống. It's something that the world needs to hear. Đây là điều mà thế giới của chúng ta đang cần nghe. Is that God is living. Đó là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời sống in us. Ở trong chúng ta. But we can't give up. Và chúng ta không thể nào bỏ cuộc. Testifying about how good God is. Để làm chứng Chúa Ngài tốt lành như thế nào. Ask yourself. Xin hỏi chính mình điều này. 365 days. Trong 365 ngày. Out of 365 days. Trong số 365 ngày đó. How many of those days? Có bao nhiêu ngày? Have you testified about God? Bạn đã làm chứng cho Chúa. Some of us will say. Nhiều người trong chúng ta sẽ nói. Plenty of times. Nhiều lần lắm. But the holidays are just a few days out of 365. Anh chị em, những ngày lễ lớn mà chúng ta mời người đó, thì đó chỉ là mấy ngày trong 365 ngày. Many of us, nhiều người trong chúng ta, wait to testify about God. Chúng ta chờ để làm chứng về Chúa. Easter, trong những ngày Phục Sinh. Christmas, ngày Giáng Sinh. New Year's, ngày đầu năm. Thanksgiving, lễ tạ ơn. Maybe Halloween, I don't know. Có khi là lễ Halloween, tôi không biết. We wait for these holidays to use them as days to testify about the Lord, but you have 365 days to do it. Chúng ta ngồi chúng ta chờ những ngày lễ lớn để chúng ta mới làm chứng về Chúa trong khi chúng ta có 365 ngày trong một năm. We can't give up. Chúng ta không thể nào bỏ cuộc. We can't be satisfied. Chúng ta không thể nào thỏa lòng. With just testifying on a few days of the year. Để chỉ làm chứng cho Chúa một vài ngày trong năm. There are too many people who don't know the Lord. Có quá nhiều người xung quanh chúng ta chưa biết Chúa. There are too many people who are still in bondage. Có quá nhiều người, có rất là nhiều người too họ many trong people who don't know God's love. Họ chưa biết đến tình yêu của Chúa. But guess who knows? Anh chị em, ai là người biết? You do. Chính bạn. Guess how many days we have to talk about anh him? Anh chị em, thường chúng ta có bao nhiêu ngày trong năm để chúng ta nói về Chúa? 365 days. 365 ngày. And sometimes. Nhiều khi, it doesn't take much more than a couple of hours. Không cần phải chia sẻ nhiều vài tiếng đồng hồ. Sometimes 10 minutes. Chỉ cần 10 phút thôi. Sometimes 30. Nhiều khi 30 phút. There's still a lot of time. Anh chị em còn rất nhiều thời giờ. To tell more people. Để chúng ta sẽ nói cho nhiều người khác. We can do it. Chúng ta có thể làm được điều này. Do you know how many of you raised your hands and said that the Lord's done something in the last 5 months? Anh chị em có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng đưa tay lên và nói rằng trong 5 tháng qua Chúa Ngài đã làm điều gì kỳ diệu trên đời sống anh chị em? If the Lord's done something in the last 5 months? Nếu anh chị em đã kinh nghiệm Chúa Ngài làm một điều gì đó trong đời sống anh chị em trong 5 tháng qua, thì anh chị em đừng ngưng và đừng nghĩ trong việc nói về Chúa cho người khác. Keep telling people about what He's done. Hãy tiếp tục chia sẻ về Chúa, làm chứng về Ngài cho những người khác về những gì Chúa Ngài đã làm cho đời sống anh chị em. He can be glorified more and more. Để Chúa cứ được vinh hiển càng hơn. I have a tip. Tôi có một cái bí quyết để chia sẻ với anh chị em. A lot of people ask me. Nhiều người hỏi tôi. Pastor Sam. Mục sư Sam. I don't know how you do it. Tôi không biết mục sư làm sao mà làm được. You can talk to anybody. Mục sư có thể gặp ai cũng có thể bắt đầu câu chuyện được. You can meet somebody new. Có thể gặp một người mới. And you can talk to them. Rồi có thể nói chuyện với họ. But guess what? Anh chị em đoán biết điều gì?
I have the same questions I ask every single person I meet every single time. Tôi có cùng một câu hỏi mà tôi hỏi tất cả mọi người mà tôi gặp họ lần đầu tiên. Same questions. Cùng một câu hỏi. You know what the questions are? Anh chị em có muốn biết câu hỏi đó là gì không? If I'm at a certain place. Nếu tôi ở một cái chỗ nào đó. Oh, how did you find out about this place? Thì tôi hỏi chứ làm sao bạn biết được cái chỗ này? Oh, who do you know? Bạn biết ai giới thiệu cho bạn? Oh, wow, that's amazing. Oh, lạ ha. And then I start to talk to them. Rồi tôi bắt đầu nói chuyện với họ. Some people say, it's too hard to talk to people. Có nhiều người đối thường nói là, oh, khó để bắt đầu câu chuyện với người khác lắm. Just ask them those two questions. Anh chị em có thể thử hỏi họ hai câu hỏi đó thôi. And then start from there. Rồi bắt đầu từ đó chúng ta tiếp chuyện với họ. You know those of you who work in a job and you see different clients every 30 minutes? Anh chị em là những người làm việc và chúng ta gặp thân chủ cứ mỗi 30 phút chúng ta gặp một người mới không? Some of you see about like let's say 10 to 20 people a day. Và chúng ta có thể ở trong ngày chúng ta có thể tiếp xúc với từ 10 người ở trong ngày. Share the same testimony 10 to 20 times. Chia sẻ cùng một lời làm chứng của chúng ta cho 10 lần. Right? Được không? Hi, what's your name? Xin chào, xin lỗi bạn tên gì? Is this your first time coming to the shop? Oh, đây là lần đầu tiên bạn đến cái cửa tiệm này. Oh, it's so nice to meet you. Oh, rất là vui được gặp bạn. How are you doing today? Bạn có khỏe không? It's a trick question. Câu hỏi này là câu hỏi mà chúng ta lừa họ đó. Because usually, bởi vì thường, they'll say, họ sẽ nói, how are you doing? Họ sẽ hỏi gì chứ, bạn có khỏe không? That's your chance. Đây là cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu. Oh, I'm doing amazing today. Oh, hôm nay tôi cảm thấy tuyệt vời. God's doing amazing things in my life. Đức Chúa Trời đã làm điều rất là lạ lùng tuyệt vời trong đời sống của tôi. Man, this last week I was struggling. Oh, tuần vừa qua thì tôi gặp nhiều cái khó khăn. This is what God did for me. Nhưng mà đây là điều mà Chúa đã làm cho tôi. If you're doing some kind of job that they're stuck in a chair, they're going nowhere. Nếu mà bạn đang làm một cái công việc mà cái người đó bắt buộc bị kẹt ở trên cái ghế ngồi mà bạn đang phục vụ đó, họ không có đi đâu được hết. And if you're cutting their hair, nếu bạn đang cắt tóc cho họ, they're not moving. Thì họ không nhúc nhích được đâu. Take your time. Hãy no, I'm just kidding. Don't do that. Don't take your time. I'm just kidding. But you have opportunities. Tôi muốn nói là bạn có cơ hội. Never give up sharing your testimonies. Đừng bỏ cuộc trong việc chia sẻ cái lời chứng của mình. If you have God's light in your life, nếu bạn có ánh sáng của Chúa trong cuộc đời của bạn, don't allow the enemy to try to cover that light. Đừng cho phép kẻ thù nó che cái ánh sáng đó trong cuộc đời của bạn. With fear or doubt, qua nghi ngờ hay là lo sợ. You shouldn't have that fear. Đừng có lo sợ. Đừng để cho điều đó xảy ra. He's the one that should be scared. Kẻ thù của chúng ta đáng lý là nó phải là kẻ lo sợ. Because you just shared about how good God is to 10 or 20 people in one day. Bởi vì bạn vừa mới chia sẻ Chúa của chúng ta tốt lành như thế nào cho 50 người. Guess what? Anh chị em đoán biết điều gì? You got the next day. Anh sẽ có ngày hôm sau. And the next day. Rồi ngày hôm sau nữa. Nobody gets a haircut every day of the week. Không ai là đến để cắt tóc mỗi ngày ở trong tuần. So you have new people to share the same testimony to every single day. Thì bạn có cơ hội để chia sẻ cho người mới mỗi ngày trong tuần. Right? Phải không? But many of us have that fear. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta có cái sợ đó. And I want to share with you how you get over that fear. Và tôi muốn chia sẻ anh chị em cách nào để chúng ta thắng được cái lo sợ đó. My third point. Điểm thứ ba của tôi. Never give up. Đừng bỏ cuộc. God is your strength. Chúa chính là sức mạnh của bạn. Verse 8 to 12. Câu số 8 cho đến câu số 12. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát. Bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng. Bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi. Bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Chúng ta luôn mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể của mình, để sự sống của Đức Chúa Giêsu được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. And yes, we live under constant danger of death because we serve Jesus, so that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. So we live in the face of death, but this has resulted in eternal life for you. Và trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Giêsu. Để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. Nhờ vậy, sự chết hành động trong chúng tôi còn sự sống hành động trong anh em. Câu số 9 cho chúng ta thấy. God will never abandon you. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Never. Không bao giờ. In your times of fear. Ở trong cái thời giờ anh chị em lo sợ. In your times of feeling like the world is coming down on you. Và chúng ta có nhiều phút chúng ta cảm thấy như là cuộc đời đang đè nén chúng ta. Never give up. Đừng bỏ cuộc. God is our strength.
Chúa chính là sức mạnh của chúng ta. To not give up during tough times. Khi chúng ta không đầu hàng bỏ cuộc trong những giây phút khó khăn, you will give God. Bạn sẽ dâng Chúa even more glory. Nhiều sự vinh quang hơn. Because you're testifying. Bởi vì bạn đang làm chứng. You're praising him. Bạn ngợi khen Chúa. In the tough times. Luôn cả trong giây phút khó khăn. That's what we need to do in this world. Đó là điều mà chúng ta cần làm trong thế giới chúng ta. There are many people going through tough times just like you. Bởi vì có rất là nhiều người cũng trải qua những cái khó khăn giống như anh chị em. But you, nhưng mà bạn, myself, cá nhân tôi, we have strength from God. Chúng ta có sức mạnh từ nơi we'll Chúa. Get through what it is we're going through. Chúng ta sẽ vượt qua điều chúng ta đang đối diện. We have faith. Chúng ta có đức tin. But others don't. Nhưng mà người khác không có. And that's why we need to testify. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần làm chứng. That's why we can't give up. Đó là lý do tại sao chúng ta there không bao giờ bỏ cuộc. In this world, vì có rất nhiều người trong thế giới của chúng ta, hear, họ cần nghe that God loves them, đó là Chúa yêu thương họ, that God would change their life, và Chúa đã thay đổi đời sống, that God can provide for them, đó là Chúa Ngài cũng sẽ chu cấp cho họ. God will never abandon them. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. And the last point, và điều cuối đến cuối, is never give up. Đừng bao giờ bỏ cuộc. God gets all the glory. Bởi vì Chúa sẽ được mọi sự vinh quang. If you can be in a place, nếu bạn có thể ở trong một cái vị trí where you never give up, mà bạn không bỏ đầu hàng bỏ cuộc, testifying about the Lord, thì mà chúng ta tiếp tục làm chứng về Chúa, God will always get the glory. Thì Chúa sẽ luôn được vinh quang. Verse 13, câu 13, to the end of the chapter, cho đến cuối của đoạn kinh thánh. But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, "I believe in God, so I spoke." We know that God who raised the Lord Jesus will also raise us with Jesus and present us to himself together with you. Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép. Tôi đã tin nên tôi nói. Cũng vậy, chúng tôi tin nên mới nói. Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. All of this is for your benefit, and as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgivings and God will receive more and more glory. Tất cả những điều này sẽ đến vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. This is why we never give up. Vậy nên chúng tôi không nản lòng. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Dù con người bề trong, xin lỗi, con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bề trong ngày càng đổi mới hơn. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. So we don't look at the troubles we can see now, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Why we should never give up? Tại sao chúng ta không bao giờ bỏ cuộc? Most importantly, cái điều quan trọng nhất, lý do the whole reason for the message, cái lý do chính của cả sứ điệp này, is because if we give up, bởi vì nếu chúng ta bỏ cuộc, God doesn't get the glory, Chúa không được vinh hiển. But if we continue, nhưng mà khi chúng ta tiếp tục, to teach, để giảng dạy, to testify, để chia sẻ, to show the world, để bày tỏ cho thế giới này, every day, mỗi ngày, that God, đó là Đức Chúa Trời, can change their life too, có thể thay đổi đời sống của họ nữa, more and more people, thì nhiều càng hơn nhiều người will be set free, sẽ được tự do, and they will go and testify. Rồi họ cũng sẽ tiếp tay với chúng ta đi ra để làm chứng. The things we go through right now, những điều chúng ta trải qua trong lúc này, are temporary, thì chỉ là những tạm thời. So don't fix our eyes on the temporary things. Cho nên đừng chập chú vào ở trong những điều tạm thời. But fix our eyes on what is forever, what is everlasting. Nhưng mà hướng mắt của chúng ta tập chú vào những điều còn lại đời đời. It's the life we get to live now because of the Lord and Savior that we have. Đời sống mà chúng ta có được để hưởng ở trong lúc này là bởi vì Chúa của chúng ta. You know why we can't give up? Anh chị biết lý do tại sao chúng ta không được quyền bỏ cuộc không? The Lord has graced us. Bởi vì Chúa Ngài đã cho chúng ta được ơn. With revival here at our church. Chúng ta kinh nghiệm sự phục hưng đang xảy ra trong hội thánh của chúng ta. We have seen. Chúng ta đã thấy. Almost every week now. Như là mỗi ngày, mỗi tuần. Somebody's life that comes to the Lord. Có một cuộc đời của ai đó đã đến với Chúa. We have seen now. Chúng ta đã thấy đến lúc này. Almost every week. Hầu như mỗi tuần. Rededication. Có những cái sự tái dâng hiến đời sống. Rededication to the Lord. Tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa. Every week. Mỗi tuần. We have seen. Chúng ta đã thấy. People be healed. Những người được chữa lành. Because of the Lord. Bởi vì việc Chúa làm.
We can't give up. Chúng ta không thể nào bỏ cuộc. You know what I've seen every week? Anh chị em có biết điều tôi thấy mỗi tuần? Our faith grows stronger and stronger in our Lord. Đó là đức tin của chúng ta cứ gia tăng nơi Chúa của chúng ta. We can't give up. Chúng ta không thể bỏ cuộc. During this time of revival, trong cái thời kỳ của sự phục hưng này, here at our church, ngay trong hội thánh của chúng ta, we will begin to see even more. Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa. Even greater. Sẽ thấy lớn hơn nữa. But we can't give up. Với điều kiện là chúng ta không bỏ cuộc. Begin to testify every day. Hãy bắt đầu làm chứng về việc Chúa làm mỗi ngày. Begin to share about God's love to people every day. Chia sẻ những gì Chúa làm và tình yêu của Ngài mỗi ngày. For some of you, đối với một số anh chị em, you may be saying, bạn có thể tự nói, Pastor Sam, Pastor Sam, that'd be awesome. Cái đó thấy tuyệt vời đó. But nhưng, I'm going through something right now. Tôi đang trải qua sự khó khăn hiện tại. And I really need to know that God is with me. Và tôi cần để có thể được xác nhận rằng Chúa Ngài đang ở với tôi. Times have been really tough. Có những giây phút đời sống khó khăn. Maybe it's something with your family. Có thể bạn đã đối diện với điều gì đó ở trong gia đình của mình. Maybe it's something with your marriage. Hay là hôn nhân của bạn đang gặp khó khăn. Maybe it's something with your finances. Hay bạn đang đối diện với khó khăn về tài chính. Maybe it's just something in life. Hay là một điều khó khăn nào đó trong cuộc đời. But you need to know that God is there for you. Bạn cần biết rằng Chúa Ngài sẽ không bỏ bạn mà Ngài sẽ ở với bạn. And you want to experience His goodness. Và bạn muốn kinh nghiệm cái sự tốt lành của Chúa. I want to challenge you. Tôi xin thách thức bạn. That later on. Đó là trong giây lát. After I give the altar call. Sau khi tôi có phần kêu gọi. That you would come to the altar. Là bạn sẽ đến ở trước bàn thờ. And allow myself, Pastor Khan. Và cho phép tôi, Mục sư Khánh. To pray with you. Để cầu nguyện với bạn. To testify before you. Để có thể làm chứng ở trước mặt bạn. And let you know. Và để bạn biết that God can do it. Đó là Chúa có thể làm. That God can pull through for you. Chúa Ngài sẽ đưa bạn vượt qua được. And if you're in this room, nếu bạn có mặt ở đây, or watching online, hay là đang theo dõi qua mạng, and you heard the message, bạn đã nghe sứ điệp, somebody sent it to you to watch, có ai đã gửi cái đường truyền để bạn có thể theo dõi, you just happened to click on Facebook and you saw it, hay là bạn nhấp vào ở trong Facebook và bạn đã thấy, and you're watching online, bạn đang theo dõi, and you're saying to yourself, và bạn đã nói với chính mình, I don't have a relationship with God. Tôi không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. But I do want one. Nhưng mà tôi muốn có mối liên hệ đó. I want to lead you into a prayer. Tôi sẽ hướng dẫn bạn một lời cầu nguyện. Even if you're in this room, nếu bạn có mặt ở tại đây, and you're saying, và bạn nói rằng, I don't have a relationship with God. Tôi không có một mối liên hệ với Chúa. You can say the prayer with us too. Bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện này với tôi. Maybe you're in the room. Bạn có thể có mặt ở tại đây, and you're saying to yourself, và bạn nói với chính mình, man, I've given up. Oh, tôi đã bỏ cuộc, tôi đã đầu hàng. I haven't testified about God. Tôi đã không nói về Chúa. Out of 365 days. Tôi có 365 ngày. I've probably done it a total of maybe 7 days out of 365. Nhưng mà chắc là tôi chỉ đã sử dụng chừng khoảng 7 ngày trong 365 ngày. I don't want to do that anymore. Tôi không muốn tiếp tục như vậy. Or maybe you're in the room. Và có thể bạn có mặt ở tại đây. And you're saying, bạn nói rằng, I used to have a relationship with God. Tôi đã từng có một mối liên hệ với Chúa. I used to really trust Him. Tôi đã từng muốn đặt lòng tin nơi Chúa một cách trọn vẹn. I've given up. Nhưng mà tôi đã bỏ cuộc. I've been on my own path. Tôi đã đi theo đường lối riêng của mình. Then I'll have a prayer for you. Và tôi có lời cầu nguyện cho bạn. That we'll all say together. Để tất cả chúng ta đều sẽ cùng công bố, cùng cầu nguyện chung với nhau. For you to rededicate your life to the Lord. Để bạn có thể tái dâng hiến đời sống của mình trở lại với Chúa. And I truly believe. Và tôi tin rằng. That in any category. Ở trong mọi cái nhu cầu này. Yet to know God. Chưa biết Chúa. Ran away from God. Bỏ chạy xa ngã bỏ Chúa. Or want to be used even more for God. Hay là muốn được Chúa sử dụng mạnh mẽ càng hơn. The answer to all of them. Câu trả lời cho tất cả những điều đó. Is a relationship with God. Đó là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. When you can trust God. Khi chúng ta có thể tin cậy Chúa. And have faith in Him. Và có đức tin nơi Ngài. Even if you haven't yet. Ngay cả bạn có thể chưa có. Even if you have before. Hay là nếu bạn đã từng có. Even if you're currently right now. Hay là ngay bây giờ. The message today. Sứ điệp của ngày hôm nay. It's not just about you. Không phải chỉ để riêng cho bạn. But it's for you to be able to be filled by God. Nhưng mà để bạn được đầy dạy Đức Chúa Trời. So we can leave this building. Để bạn có thể rời khỏi nhà thờ. And testify about Him. Và làm chứng về Chúa. So that we can go and do something in this dark world. Để chúng ta có thể ra đi và làm điều gì đó cho thế giới đen tối của chúng ta.
Does anybody go into a dark building holding a flashlight but saying, I'll just try my best to walk around with no light, but you have a flashlight in your hand? No, you turn it on. Các bạn có ai tự hình dung là mình đi vào trong một cái căn nhà tối, mình có cái đèn pin ở trong tay, nhưng mà bạn lại quyết định rằng không, tôi sẽ tiếp tục đi trong bóng tối này. Không, không cần như vậy. Bạn có thể bật cái đèn pin của mình lên và mình có thể thấy được đường đi. Why try to live life in darkness? Tại sao lại tìm cách sống đời sống của mình trong bóng tối? Why try to lead your own life? Tại sao chúng ta tự cầm quyền kiểm soát đời sống của mình? When God has shared with us, khi Chúa ngài chia sẻ với chúng ta, that the light that He said is in this world when He said, "Let there be light." Đó là cái ánh sáng mà Chúa ngài đã sai vào trong thế giới này khi ngài tuyên bố rằng phải có sự sáng soi ra trong nơi tối tăm. That same light, cùng một ánh sáng đó, is in your life now. Ở trong đời sống anh chị em ngay bây giờ. Đó là chúng ta có thể tỏa sáng trong những giây phút tối tăm. Truly in a time of darkness that God can pull them out. Để chúng ta có thể nói với những người trải qua những cái sự tối tăm lớn ở trong đời sống của họ, đó là Chúa có thể dắt đưa họ đi ngang, đi xuyên qua. This is what it means to live in a time of revival. Đó là cái ý nghĩa của việc chúng ta sống ở trong sự phục hưng. To be revived by God. Chúng ta được Chúa ngài làm cho phục hưng sống lại. And to bring others into that place to be revived also by the Lord. Rồi đưa người được vào trong cái chỗ đó để họ cũng được Chúa ngài làm cho sống lại. And as it happens multiple times, và khi việc này xảy ra nhiều lần, as it happens to many people, vì nó xảy ra cho nhiều người, revival, thì sự phục hưng, thức tỉnh tâm linh sẽ tràn ra. And that's what we want here. Đó là điều chúng ta mong muốn ở tại đây. We want to see this place filled with people who don't know the Lord yet. Chúng ta muốn cái nơi này, nhà thờ này sẽ đầy những người chưa biết Chúa. And in one service, để rồi trong một buổi thờ phượng, whatever service, không biết là buổi nào, that their lives will just change forever because they experience God for the first time. Thì cuộc đời của họ sẽ được biến đổi đời đời bởi vì họ kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của họ. And guess what? Anh chị em đoán biết điều gì? The church is just a building. Anh chị em, nhà thờ chỉ là một tòa nhà. But God, nhưng mà Đức Chúa Trời has revived your life. Đã làm sống động và phục hưng đời sống anh chị em. And you now have the anointing in your life. Và bây giờ bạn có cái sự sức dầu trong đời sống của mình to go, để có thể ra đi and bring revival to wherever it is that you work, và đem cái sự phục hưng đến cho những cuộc đời ngay cái chỗ bạn đang làm, đang sống, go to school, đang đi học. You can do that. Bạn có thể làm điều đó, but only through God. Nhưng mà chỉ qua Chúa. So let's pray. Nên chúng ta cùng nhau cầu nguyện. The first prayer, là cầu nguyện thứ nhất, is for those who have never had a relationship with God. Cho những ai chưa có mối liên hệ với Chúa. You may be watching online. Bạn có thể đang theo dõi online. You may be invited to the church today. Bạn có thể được mời đến nhóm lại với hội thánh sáng hôm nay. But we'll all say the prayers together. Tất cả chúng ta đều sẽ lặp lại lời cầu nguyện. So let's pray that first prayer. Anh cầu nguyện lời cầu nguyện thứ nhất này với tôi. Lord, lạy Chúa, I am còn missing something in my life. Đã chật mất một điều gì đó trong cuộc đời của con. I know now. Bây giờ con biết that I am a sinner. Đó là con là một tội nhân. That I am not perfect. Con không trọn vẹn. And I have issues. Con có những nan đề trong đời sống, những khó khăn trong đời sống. But you died on the cross for me. Nhưng Chúa ngài đã chịu chết trên thập tự giá cho con. And you've forgiven me. Và ngài tha thứ con. I thank you for that. Con cảm ơn Chúa cho điều đó. And I want you. Và con muốn ngài to be the Lord in my life. Là Chúa và là chủ cuộc đời con. To lead me in this dark world. Dẫn dắt con trong thế giới tối tăm này. So I accept you into my heart. Cho nên con xin tiếp nhận ngài vào cuộc đời con. And I thank you. Và con cảm ơn ngài for your forgiveness. Cho sự tha thứ của ngài. And for your love. Và cho tình yêu của ngài. And I ask right now. Và con cầu nguyện trong giờ này. That you change my life forever. Đó là Chúa ngài thay đổi đời sống của con cho đến đời đời. And you be the Lord of my life. Và Chúa ngài là cứu Chúa của con và là chủ đời sống con. The second prayer. Là cầu nguyện thứ nhì. You may be in this room. Bạn có thể có mặt ở tại đây. Or watching online. Hay là bạn đang theo dõi trên mạng. And you've fallen off of your relationship with God. Bạn đã sa ngã, yếu đuối và đã tách rời trong mối liên hệ của mình với Chúa. And it's almost like you feel like the enemy has truly covered your eyes from seeing anything that God wants to do. Và như bạn đã bị Chúa của đời này đã che mắt bạn để bạn không còn thấy điều gì về thuộc linh nữa. But don't worry. Đừng lo. God's love is there for you. Tình yêu của Chúa vẫn dành cho bạn. If you're in this room or watching online,
Nếu bạn có mặt tại đây hay là đang theo dõi trên mạng, and you want to come back to the Lord, bạn muốn quay trở về với Chúa, say this prayer with us. Xin cầu nguyện lời cầu nguyện này với tôi. God, I know your love. Tại Chúa, con đã biết tình yêu của Ngài. And I miss it. Và con bây giờ đã đánh mất và con nhớ tình yêu của Chúa. I don't know when my relationship with you went wrong. Con không biết lúc nào thì mối liên hệ của con với Chúa đã bị gãy đổ. And Lord, I'm sorry. Tại Chúa, con xin lỗi for not having that faith in you. Con đã không còn đặt lòng tin nơi Chúa. For not trusting in you. Và không tin cậy Ngài. For giving up. Và con đã bỏ cuộc, đã đầu hàng. Even though you've never given up on me. Mặc dù Chúa không bao giờ bỏ con. So today, Lord. Cho nên là Chúa hôm nay. I want to come back to you. Con muốn trở lại với Chúa. I want you to lead my life again. Con xin Chúa Ngài lại hướng dẫn cuộc đời của con. Give me the boldness. Cho con có sự dạn dĩ. To testify. Để làm chứng. Give me the strength. Xin cho con sức mạnh. To never give up. Để không bao giờ bỏ cuộc. To use every day. Để sử dụng mỗi ngày. Every opportunity. Mỗi cơ hội. To share. Để chia sẻ. Your love to everyone. Tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người. So Lord, I ask right now. Nên là Chúa, con sẽ cầu nguyện ngay bây giờ. Forgive me. Xin Chúa tha thứ cho con. That you lead my life again. Và Chúa ngài lại hướng dẫn cuộc đời con. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. This last prayer is for all of us. Lời cầu nguyện thứ ba này dành cho tất cả chúng ta. Lord. Lạy Chúa. Help us. Xin giúp đỡ chúng con. To never give up. Để không bao giờ bỏ cuộc. To never stop testifying about your goodness. Để không bao giờ dừng lại trong việc làm chứng về sự tốt lành của Ngài. As a church, là hội thánh, we want to glorify you every day. Chúng con muốn làm sáng danh Chúa mỗi ngày. As your children, là con cái của Chúa. We want to tell everybody. Chúng con muốn nói cho tất cả mọi người. How great of a father you are. Ngài là một người cha tốt lành như how thế nào. How great of a savior you are. Ngài là cứu Chúa tốt lành như thế nào. And that your love is like no other. Đó là tình yêu của Ngài không có tình yêu nào so bằng. Lord, give me the strength. Là Chúa xin ban cho con mạnh sức từ nơi Chúa. To be able to continue. Để con có thể tiếp tục. Every day. Mỗi ngày. To share. Chia sẻ. How good you are. Chúa tốt lành như and thế nào. And that you can provide. Là Chúa ngài có thể tiếp trợ. And that you can save. Và ngài có thể cứu. Those who are in darkness. Những ai ở trong bóng tối. And we thank you, Lord. Con cảm ơn Chúa. For what you're doing here at VBC Houston. Cho những gì ngài làm ở đây với chúng con tại VBC Houston. Continue to have your way. Là Chúa xin tự do hành động. Continue to lead us in this time of revival. Xin Chúa ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con trong thời điểm của phục hưng này. We thank you, Lord. Con cảm ơn Chúa. And we love you. Chúng con yêu mến ngài. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Church, before we end. Hội thánh, trước khi chúng ta chấm dứt. I do want to have that time, like I said, for those that want to come to the front, to have pastors or leaders agree with you and to pray with you and to testify, you know, with you that the Lord is good and He can provide. And we want to leave that time open. But for those who are leaving and have to go, go and testify about the Lord. Don't have any fear. Begin to talk about the Lord even today and begin to even share with your family members or your loved ones. Như tôi đã hứa với anh chị em, chúng tôi các mục sư, những người lãnh đạo, chúng tôi sẽ lắng lại tại đây và chúng tôi sẽ cầu nguyện, chúng tôi sẽ làm chứng cho các anh chị em là những người đối diện với những sự khó khăn trong đời sống và cần chúng tôi và muốn chúng tôi cầu nguyện với anh chị em. Xin mạnh mẽ tiến lên phía trước và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Đối với hội thánh, quý vị phải ra về, xin ra về và quyết tâm không bỏ cuộc nhưng sẽ nói về Chúa, về sự tốt lành của Ngài cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Lastly, cuối cùng, God needs us. Chúa cần tất cả chúng ta. To be those that testify. Để trở nên những người làm nhân chứng cho Chúa. And know và biết rằng that you can make a difference. Đó là bạn có thể làm nên sự khác biệt. So go out into the world. Cho nên hãy ra đi ra cho thế giới này. And be that difference. Và làm nên sự khác biệt đó cho những cuộc đời. Church, we love you. Hội thánh, chúng tôi yêu mến anh chị em. And we will see you next week. Chúng tôi sẽ gặp anh chị em trong tuần tới. Or this week. Hay là trong tuần này. Or even Friday. Hay là trong đặc biệt thứ sáu này. Be blessed. Hãy được phước. We'll see you next time. Sẽ gặp lại anh chị em lần tới. Amen. 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.